Hi, 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 xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn thân mến. Đây là một chiếc mỏ hàn, tôi cắt nó ra và tước cho nó một đoạn dây. Xem bên trong xem nào. Ôi, có ba cọng dây. Đây là cọng dây vàng sọc xanh, là cọng dây nối mát. Chúng ta có thể nối mát để cho an toàn. Nếu không thì các bạn hãy cắt bỏ nó đi. Đầu dây bên kia tôi cũng tước ra. Nó là như thế này. Không, xanh qua xanh và nâu qua nâu. Dùng một công tắc. Đấu nó như thế này. Thật là dễ dàng cho các bạn. Dùng một con diode, diode 1 ampe, 1N4007, 1 ampe, và gắn đầu âm dương như thế này. Các bạn hãy cẩn thận. Đỏ nè, các bạn đo nè, quay đỏ đo đây, đo quay dương, quay quay âm mà đo đo âm. Rồi các bạn đem báo ấm nè, lên kim tắt thì hôm qua. Khi các bạn mà bật như vậy đó là nó sẽ thông mạch với nhau, hai hai đường này thông mạch với nhau luôn, là có nghĩa là điện 220, điện 220 đây đi qua thẳng qua đây luôn và cho cái mẫu hàng của chúng ta công suất tuyệt đối. Còn nếu không thì các bạn cản qua con diode này, thì từ đây nè các bạn cản qua diode này, nó sẽ giảm lại, nó sẽ giảm lại các bạn biết ha, nó sẽ qua đây là nó thành DC và cái mẫu hàng của chúng ta nó bớt nóng lại một tí xíu, để chúng ta có thể là tiết kiệm được điện năng cũng như là an toàn một tí xíu, an toàn hơn. Mở đó, các bạn có thể dùng một con led màu đỏ nha. Đây, 470 kg. Rồi, đây là mình đã đấu rồi ha các bạn ạ. Điện 220 vào đây qua cầu diode, qua con điện trở đi về đây. Một cộng dây này là mình tước ra chỗ đây. Rồi mình dùng con led này, các bạn thấy nè. Cộng đi vào chân của điện trở, trừ đi vào đây. Khi chúng ta xài á, chúng ta để gì nè, là chúng ta nghỉ cho nó nghỉ ngơi, nó nắm ấm 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 thôi. Còn khi chúng ta bật qua đây gì nè thì nó chạy hết công sức của nó ha, và nó nóng rất là lên nhanh, nhanh hơn. Đầu tiên là các bạn bật lên đây gì, rồi các bạn hàn. Rồi sau khi nó đã nóng rồi các bạn nóng thấy không, nóng ok ha. Bởi khi các bạn nghỉ thì các bạn hãy bật công tắc nha, công tắc. Nó sẽ nóng ấm ấm thôi, khi mà chúng ta hàn lại thì nó cũng là bật nó lên. Rồi chúng ta có thể gắn con này được nha các bạn. Nếu các bạn là người đến với kênh, hãy bấm nút đăng ký và bật thông báo bằng cái chuông, để khi các bạn vào YouTube bấm vào chuông để được thông nhận thông báo sớm nhất. Các bạn ủng hộ thầy mò bằng cách lên website oled.com.vn để mua hàng trực tuyến. Có rất là nhiều sản phẩm đang chờ bạn, hãy mua về thí nghiệm. Nào, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ thông tin này, bấm like, đăng ký và share video này cho nhiều người cùng xem. Xin chào, hẹn lại các bạn video sau.